có những sự thay đổi về nhân sự của hai đội. Đây sẽ là tình huống phát bóng của cây truyền hai Công Đức. Năm ngoái thì Công Đức là cây truyền hai trẻ của Thể Công. Anh đã cùng với đội trẻ Thể Công đăng quang tại giải. Bóng trong sân. Điểm số cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương 3 đều. Đội bóng đương kim vô địch ở giải Nam. Công Đức đập trông. Đó là pha đánh bóng của Văn Nam. Một điểm số nữa cho Thể Công 4 đều. Pha đánh bóng của Trần Đình Quý. Vũ Hoàng. Và đó là pha đập bóng của Kitty H. Điểm cho Thể Công 9 đều. Bóng. Rất tốt, đó là một tình huống chặn bóng thành công của các vận động viên Thể Công. Hay là chủ công Kitty H. Nuade. Thì Thể Công được xem là một ứng viên cho chức vô địch của giải vô địch quốc gia năm nay. Cuộc đua giành vé đang giữa Quốc Hùng Vương. 16-13. Và phát bóng rất mạnh của Cô Duy. Không được, Công Đức đánh bóng nhưng không qua được tay chắn của Hùng Cường. Chúng ta có thể thấy ba đội bóng còn lại ở bảng B giải vô địch quốc gia năm nay, huấn luyện viên trưởng của ba đội Biên Phòng, Ninh Bình, Liên Việt Postbank và La Vi Long An đều đã có mặt tại nhà thi đấu Gia Lâm để theo dõi màn so tài đầu tiên. Tiềm năng của Thể Công. Minh Long đập trông và đánh bóng của Quốc Huy. Trần Đình Quý, đó là một tình huống bỏ nhỏ. Rất đáng tiếc khi mà Vũ Hoàng lại quá ham bóng trong tình huống vừa rồi. Trần Đình Quý phát bóng, bóng đi ra ngoài và đó là điểm số 25 cho Thể Công. 25-20 và Thể Công là đội giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên. Là đội bóng nam duy nhất ở bảng B không sử dụng vận động viên ngoại. Và họ cũng bước vào vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay với sự thiếu hụt to lớn về lực lượng khi mà chủ công Hoàng Xuân Trường, tay đập đã chơi ấn tượng tại giải Cúp Hoa Lư Bình Điền, dính chấn thương và không kịp bình phục. Xuân Trường đã bị lật cổ chân trong trận đấu tranh hạng 5. Trần Đình Quý, một vận động viên thuận tay trái. Quốc Duy. Thể Công thì cũng đón chào sự trở lại của Quốc Duy, người đã cùng với Thể Công vào chơi trận chung kết, từ là những người đồng hương khác như là Napadet. Nhưng đừng quên KTH chính là vận động viên ghi nhiều điểm nhất tại Thái Lịch mùa vừa rồi. Và đánh bóng của Trần Anh Tú, không thể có được tình huống cứu bóng của Mạnh Tài. Minh Long chuyển cho ai? Đó là Quốc Huy. Nhưng rõ ràng so với Xuân Trường thì vẫn còn đuối hơn khá nhiều. Trần Đình Quý. Tình huống phòng thủ hàng sau của KTH. Và thêm một điểm số nữa cho Thể Công, 9 đều. Quốc Duy. Quốc Huy. Tình huống cứu bóng của KTH. Chắn bóng thành công, pha chắn bóng của Văn Nam với pha đánh bóng của Trần Đình Quý. Bình phục chấn thương lật cổ chân gặp phải ở Cúp Hoa Lư Bình Điền. Văn Nam
không qua được tay chắn của Trần Đình Quý. Điểm cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương 12-14. Xuân Thanh và đánh bóng của Văn Nam, và đó là pha ghi điểm của Trần Đình Quý. Một tay đập vào tay trái sẽ mang được chiếc cúp về phòng truyền thống của Thể Công. 22 đều cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, tăng cường khả năng chắn bóng. Quốc Huy chưa qua được tay chắn của Thể Công. Trần Đình Quý, Xuân Thanh, Xuân Thanh và Mạnh Tài, 24 đều. Đang tương đối xa sút. Trần Anh Tú, đó là nỗ lực cứu bóng của Văn Nam. Và lại là KTH, 27-26 cho Thể Công trong set đầu thứ hai này. Tình huống phát bóng của Mạnh Tài, Minh Long chuyển cho ai, Trần Anh Tú, không qua được tay chắn, không qua được tay chắn của Thể Công. 28-26, một tình huống chắn đôi và Thể Công đã có được điểm số thứ 28. Một tổn thất vô cùng lớn lao của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh. Người vừa đánh bóng là Quốc Huy, chủ công chơi thay cho Hoàng Xuân Trường. Điểm cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Đã có lỗi chạm lưới với vận động viên của Thể Công, 3-1 cho Bình Dương. Sau đó thì thầy trò Thái Anh Văn sẽ được nghỉ ngơi 5 ngày đến ngày 16 tháng 3. Họ sẽ gặp đương kim vô địch của giải Ninh Bình lên về Postbank. Và trận đấu cuối cùng của Thể Công sẽ là trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 3, ngày thi đấu áp chót của bảng B với đối thủ. Quốc Huy, đó là tình huống phòng thủ hàng sau của KTH. Điểm cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, lỗi qua tay trên lưới. Xuân Thanh, đánh bóng của KTH. Trần Đình Quý, KTH, 21-17. Tình huống phát bóng của Trần Đình Quý. Xuân Thanh, Xuân Thanh và Vũ Hoàng, một tình huống phối hợp rất thường thấy ở bộ đôi này. Và phát bóng của Quốc Huy, Xuân Thanh, Xuân Thanh và Mạnh Tài, 25-22, Thể Công đã có được điểm số quyết định của trận đấu. Một khởi đầu thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Văn. Thể Công, đội bóng Á quân của giải vô địch quốc gia năm 2021, đã đánh bại Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương sau 3 set đấu. Thể Công thắng 3-0 và tỷ số của các set đấu lần lượt là 25-20, 28-26 và 25-22.